mặt nghi án hẹn hò, ST vô tư thể hiện tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc giữa sân bay. ST và Ninh Dương Lan Ngọc bị bắt gặp lưu luyến chia tay tại sân bay vào rạng sáng ngày 11 tháng 10. Mới đây, ST và Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp tình tứ tại sân bay. Được biết, rạng sáng ngày 11 tháng 10, Ninh Dương Lan Ngọc cùng Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X và ekip sẽ đáp chuyến bay sang Busan, Hàn Quốc để tham gia liên hoan phim Busan năm 2017 khi bộ phim Cô Ba Sài Gòn có mặt trong hạng mục A Window to Asian Cinema, cánh cửa điện ảnh châu Á. Chính vì vậy, ST đã không ngại một mình ra sân bay để phụ giúp Ninh Dương Lan Ngọc và tiễn cô lên đường sang xứ sở Kim Chi. Kể từ sau khi hợp tác trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, ST và Ninh Dương Lan Ngọc đang vướng nghi án hẹn hò do cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm thân thiết trên mức bạn bè ở tất cả các sự kiện. Thậm chí trên trang cá nhân, ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái thả thính nhau khiến người hâm mộ từ hoài nghi đến tin tưởng cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Mặc dù đến hiện tại cả ST và Ninh Dương Lan Ngọc đều không đẳng định, cũng như chưa từng phủ nhận chuyện tình cảm, tuy nhiên những hình ảnh tình tứ của cặp đôi vẫn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Rạng sáng ngày 11 tháng 10, ST một mình có mặt tại sân bay để tiễn Ninh Dương Lan Ngọc sang Hàn Quốc tham gia liên hoan phim Busan cùng ekip. Anh gặp Ninh Dương Lan Ngọc ở phía sảnh chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai liên tục trò chuyện không ngớt và không rời nhau nửa bước khi làm thủ tục check-in. ST và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thoải mái chụp hình chung. ST vô tư khoác vai Ninh Dương Lan Ngọc mà không sợ chịu chú ý của mọi người có mặt tại đây. Ninh Dương Lan Ngọc cũng quấn quýt ST không rời. Diễm My 9X cũng có mặt tại sân bay ngay sau đó không lâu để cùng Ninh Dương Lan Ngọc đã ngữ Ngô Thanh Vân và ekip sang Hàn Quốc. Ngô Thanh Vân tại sân bay để cùng ekip sang Hàn Quốc dự liên hoan phim Busan. Bộ Văn hóa chứng chỉnh việc ông Thủy Nguyên gọi Quốc Tuấn là chỉ phèo. Theo ông Nguyễn Thái Bình, tránh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, những lời nói của ông Nguyễn Thủy Nguyên về nghệ sĩ hãng phim là không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong buổi gặp mặt báo chí diễn ra vào ngày 10 tháng 10, ông Nguyễn Thái Bình, tránh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nêu quan điểm về vụ việc liên quan đến hãng phim truyện Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam. Trả lời báo chí về vấn đề ông Nguyễn Thủy Nguyên gọi nghệ sĩ hãng phim là giỏi diễn kịch, thậm chí so sánh diễn viên Quốc Tuấn với Chí Phèo, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định đây là hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu lãnh đạo hãng phim phải có những phát ngôn phù hợp để tránh gây sự bất bình trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nghệ sĩ cũng như dư luận. Ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, phía lãnh đạo và nghệ sĩ sẽ bàn bạc thống nhất và tìm được tiếng nói chung để cùng nhau phát triển hãng phim. Ngoài ra, trong cuộc họp báo, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, trong ngày 10 tháng 10, Bộ đã nhận được quyết định thanh tra từ Thanh tra Chính phủ. Do đó, ngày 13 tháng 10, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra quá trình cổ phần hóa hãng phim, đồng thời giải đáp các vấn đề gây thắc mắc, tranh cãi trong thời gian vừa qua. Trước đó, một đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Thủy Nguyên và nghệ sĩ hãng phim đã gây tranh cãi. Trong đó, ông Nguyên gọi nghệ sĩ Quốc Tuấn là Chí Phèo. Theo đoạn ghi âm, ông Thủy Nguyên nói, các đồng chí khóc rất giỏi, nước mắt chảy cũng rất tốt, đặc biệt đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa. Khéo tới đây, có nơi nghệ sĩ đau xót quá, rồi treo cổ sợ chết, tôi đang dự phòng đây. Lời nói của ông chủ Visaso được cho là xúc phạm thành viên hãng phim, cùng thể thể giới văn nghệ sĩ, do đó đoạn ghi âm đã gây bức xúc trong dư luận nhiều ngày qua. Tiếp đó, ngày 6 tháng 10, lãnh đạo hãng phim đưa ra quyết định chấm công cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty bằng cách quét vân tay. Quyết định này một lần nữa vấp phải sự phản đối của các nghệ sĩ, thậm chí nghệ sĩ nhân dân Thanh Vân còn cho rằng đây là hành động ấu trĩ và không nhằm phát triển hãng phim. Về phía mình, trả lời xin.vn, ông Thủy Nguyên nói, tôi gọi Quốc Tuấn như vậy là trong bối cảnh câu chuyện của hãng phim, chứ không nói đến chuyện gia đình. Tôi đã nói ở thời điểm quá nhạy cảm và không hợp lý. Lúc đó anh Tuấn đã xông lên định đánh tôi không ngờ tình hình ở hãng phim phức tạp đến thế.
Chúng tôi đã trả hàng mấy chục tỷ đồng tiền nợ của hãng, gồm nợ thuế, nợ thuê đất, nợ ngân hàng. Nhưng bất kể hành động nào của tôi cũng bị hiểu lệch đi, cá nhân tôi cũng cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Khi họ nói tôi vô văn hóa, không đủ nhân cách, tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Lâm Khánh Chi không ngại công khai chuyện thầm kín với bạn trai. Cuốn tự truyện Lột Xác mà cô mới phát hành, trong đó có những điều thầm kín nhất, đau khổ nhất và cũng hạnh phúc nhất, được người đẹp họ Lâm dốc gan ruột chia sẻ với người đọc. Thời gian gần đây, cái tên Lâm Khánh Chi bỗng nhiên được xuất hiện nhiều trên báo chí, cũng như trong dư luận. Nguyên do bởi cuốn tự truyện Lột Xác mà cô mới phát hành, trong đó có những điều thầm kín nhất, đau khổ nhất và cũng hạnh phúc nhất, được người đẹp họ Lâm dốc gan ruột chia sẻ với người đọc. Nhiều người đã có một cái nhìn đồng cảm với những khó khăn mà Lâm Khánh Chi đã phải trải qua trong quá khứ để có được một hiện tại vẹn toàn, hạnh phúc như bây giờ bên người chồng sắp cưới. Chia sẻ về quyết định chuyển giới của mình, Lâm Khánh Chi cho biết ban đầu ba mẹ cô rất cực lực phản đối chuyện này. Điều đó làm cô hết sức đau khổ, phải chuyển qua nước ngoài để sống riêng. Ngày xưa làm con trai, tôi cũng xa nhà đi hát nhiều lắm, từ tháng này sang tháng nọ nên cũng ít gần gũi gia đình. Tôi chưa bao giờ mở miệng nói là thương ba mẹ, tuy nhiên tôi thực sự rất thương ba mẹ tôi. Ba mẹ sợ tôi làm con gái không đẹp sẽ bị người ta dị nghị cười chê. Ba mẹ nói đúng, lúc đó tôi cũng lo, không biết sau này khi làm có đẹp không. Nhưng vì thích quá nên tôi quyết định làm luôn. Hiện tại sau khi mọi chuyện đã bỏ lại ở phía sau, với thân thể một cô gái hoàn chỉnh, quyến rũ, Lâm Khánh Chi gửi lời nhắn nhủ từ tâm khảm tới ba mẹ của cô. Nếu ba mẹ có xem được chương trình này, hãy nghe con tâm sự đôi lời. Từ xưa, con chưa bao giờ nói thương ba má, nhưng hôm nay con sẽ nói. Con rất thương ba má, con mang ơn ba má đã sinh ra con, giúp đỡ con trong lúc khó khăn rất nhiều. Ngày nào con cũng đốt nhang. Câu đầu tiên con nói là sẽ cầu nguyện cho ba má sống lâu trăm tuổi. Sau đó con mới cầu tới sự nghiệp của mình. Con mong ba má hiểu được tình thương của con dành cho hai người, không có gì có thể so sánh được. Con sợ nhất một ngày nào đó khi ba má mất sẽ không có người nào thương con như ba má thương con. Trải qua vô vàn những cuộc đời phẫu thuật để có được vóc dáng và hình hài của một người phụ nữ hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, Lâm Khánh Chi còn trở nên xinh đẹp với gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn mực và làn da mịn màng. Nhiều người đã dành cho cô cái biệt danh Mỹ Miều là công chúa. Sau những thử thách gian nan trước đây, hiện nay Lâm Khánh Chi đang thực sự hạnh phúc bên cạnh doanh nhân Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, anh hết mực yêu thương cô. Được biết cả hai sẽ về chung vào một nhà vào tháng 11 sắp tới. Tự tin mình đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo 100%, Lâm Khánh Chi không ngần ngại chia sẻ chuyện giường chiếu của mình. Chuyển giới rồi, bộ phận sinh dục của tôi y chang phụ nữ. Tôi quan hệ bình thường như bao người phụ nữ khác. Con gái ra sao thì tôi như vậy, không khác gì. Tuy nhiên, việc đó cũng tùy theo sức khỏe của mỗi người. Người khỏe thì nhiều, người yếu ít đi, riêng tôi nói chung không yếu. Nếu tôi yếu thì chồng sẽ không yêu đâu, Lâm Khánh Chi tiết lộ. Động thái mới nhất của chồng Tâm Tích sau nửa tháng vợ đấu khẩu với Maya. Doanh nhân Ngọc Thành đã đăng tải ảnh hạnh phúc sau một thời gian vợ đấu khẩu với tình địch Maya. Trước đó ngày 23 tháng 9, Maya Tâm Tích đã làm dậy sóng dư luận khi có màn tranh cãi căng thẳng trên mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ dòng trạng thái ám chỉ của Tâm Tích, bị cho là cố tình đá xoáy Maya, dùng chiêu trò để PA cho MV mới vừa ra mắt. Là người thứ ba mà còn kẻ khổ bị người khác chen ngang chuyện tình cảm khi mang thai bé bồ câu ở Mỹ. Và sau đó là những cuộc khẩu chiến tưởng chừng như không có hồi kết. Trong một diễn biến mới nhất, cách đây ít tiếng, chồng Tâm Tích, doanh nhân Ngọc Thành đã đăng tải một khoảnh khắc tình tứ bên bà xã xinh đẹp. Điều này đã chứng tỏ rằng sau biến cố vừa qua, hạnh phúc hôn nhân của hot girl Hà Thành vẫn nguyên vẹn. Đến bây giờ, Tâm Tích vẫn giữ nguyên status khẩu chiến với Maya trên trang cá nhân. Sau ồn ào chuyện đời tư, cô chỉ đăng tải ảnh con trai dễ thương. Còn đây là động thái mới của chồng Tâm Tích trên mạng xã hội. Hai vợ chồng ôm hôn hết sức nồng nàn. Về phía Maya, nữ diễn viên mới có chuyến tham dự show thời trang tại châu Âu. Cô bình yên sau sóng gió đời tư. Maya cũng đưa con gái đi cùng trong chuyến lưu diễn nước ngoài.
Ngọc Thành và Tâm Tích quen biết nhau từ lâu, nhưng họ chỉ chính thức yêu nhau từ tháng 10 năm 2014. Yêu nhau không bao lâu, nữ diễn viên mang bầu và cả hai xác định tiến tới hôn nhân. Tâm Tích cho biết chồng là người đàn ông tốt, yêu và bảo vệ cô, giữa sóng gió tình cảm với anh trai Bảo Thi, nên cô quyết định chọn anh làm bạn đời. Đám cưới của Tâm Tích và chồng thiếu gia được tổ chức vào tháng 1 năm 2015 tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội.